bây giờ thôi chắc là nhờ anh Ba Ngọc Sơn, anh lớn nhất ở đây, anh gửi lời chào đến bà con cô bác ở Vũng Tàu trước nha. Ngọc Sơn rất là vui đại gia đình có biết không, cả nhà có biết là những cái nụ cười, ánh mắt, cái tình cảm đại gia đình là một sức mạnh rất lớn và vô biên, và một cái niềm vui hạnh phúc khó tả đến với anh em nghệ sĩ, và đặc biệt cho với Ngọc Sơn là thực sự là nghe nói chương trình này làm Vũng Tàu Bà Rịa mà làm chương trình Cơ Hội Đổi Đời, một cái là dù bận có bao nhiêu, nghĩa là hát xong hôm nay tới chiều 5 giờ là đi thẳng ra sân bay, đi thẳng sân bay bay chuyến 9 giờ ra Hà Nội, 11 giờ là hát show 12 giờ đêm luôn đó cả nhà. Là nhưng mà hát ở chùa cũng vui, cũng hát cho là bà con, cho một cơ quan, một cái gì là công hát từ thiện từ đêm hôm qua tới giờ 12 tiếng đồng hồ, cảm ơn sự nhiệt tình của anh Sơn. Đây anh Ngọc Sơn 12 tiếng đồng hồ đường xa xa xôi từ chỗ cát và bay về đây, còn em của em nhà nó ngay đây nè quý vị, ngay Long Thành, đi có 12 phút đâu có mệt gì đâu, trời ơi khỏi sống dính. Lấy cho em nói đi, em tức chuyện ra á. Em thật sự luôn quý vị ơi, dạ em là Lê Dương của Lâm, đến từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai, là kế bên đây quý vị. Tối to em sốt, to em hiện tại đang bị tay chân miệng quý vị, tối sốt quá trời sốt luôn. Sáng nay là hả kêu nó Quỳnh ơi chở con đi khám đi, bây giờ anh mắc quay chương trình rồi. Quỳnh nói thôi ngày hôm nay thôi ao bữa đi anh ơi, chở em phụ. Mà cuối cùng em không có chở con luôn, xuống để coi như là dốc hết mình để cho bà con ngày hôm nay. Vậy hả? Dạ. Em gia đình cho luôn. Đem khổ kể khổ luôn. Dạ em dở con luôn. Kể cho bà con thương đến chi, để lát nếu như mà qua thử thách đó thì bà con cái gì hỗ trợ giùm, đỡ giúp đỡ giùm cho Lâm. Còn tiếp theo bây giờ Phước nói đi em. Dạ em không có hỏi gì hết. Mình chào mọi người. Dễ thương, đẹp trai, hợp lý. Chào mọi người, mình là Hoàng Quý Phước, đây là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi game show. Thì mình rất là vui khi mà được có mặt ngày hôm nay. Và mong là mọi người sẽ cổ vũ cho mình chơi để giành được phần thưởng cao nhất ạ. Hôm nay chúng ta không phải là một cái game show em ơi, là một chương trình để chúng ta hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên nó mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn nha. Hy vọng rằng cả ba anh em ngày hôm nay sẽ dốc hết sức mình cùng với sự hỗ trợ của bà con cô bác để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn mà chương trình đặt ra. Dạ. Và người dẫn đường của chúng tôi sẽ dẫn chúng ta đến coi hoàn cảnh của anh, gia đình anh Dương thế nào. Mời quý vị xem clip.